Vâng, em xin gửi lời chào tới toàn thể quý chị khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0968 22 889. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ tiếp tục mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu sedan hạng C, vừa bền bỉ vừa lành tính, form dáng thiết kế có phần sang trọng, và đặc biệt là với cái phiên bản full động cơ máy xăng 2.0 thì chiếc Toyota Altis còn có một cái vẻ ngoài diện mạo khá là trẻ trung và thể thao. Thực ra thì các bác thấy là bản 1.8 và 2.0 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó không chênh nhau là mấy đâu, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với phiên bản 2.0 này thì chúng ta sẽ có đầy đủ công nghệ, tính năng, option nhiều hơn, và đi kèm với đó là một cái ngoại hình thiết kế thể thao hơn. Vậy thì với một chiếc xe được sản xuất năm 2014 và tất cả tình trạng xe em Việt cam kết với các bác còn nguyên zin nguyên bản, Altis thì vẫn luôn là một cái lựa chọn cho những bác yêu thích sự bền bỉ và lành tính. Và mức giá ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần bỏ ra với số tiền còn có ngang ngửa với cả một chiếc Hyundai i10 thôi, nhưng các bác đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe mà theo em thì chúng ta có đi 10 năm nữa thì nó vẫn còn rất chất lượng. Vậy thì chi tiết chất lượng xe là sao? Ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta hãy cùng em Việt dành những phút theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc Altis phiên bản full động cơ 2.0 bản V nhé. 2014 đang có mặt tại showroom của em Việt, đúng không ạ? 2014 thì đây là cái thế hệ mà nó bắt đầu chuyển sang form dáng mới rồi. Và với phiên bản 2.0 thì các bác có thể thấy đi ngay cho em vào phần đèn pha này, thì nó đã được trang bị bóng đèn bi, trong bản 1.8 nó chỉ được trang bị bóng đèn halogen thôi nhá, kết hợp với đèn LED định vị ban ngày. Và chúng ta để ý là ở cái thế hệ này thì Altis có một cái thiết kế phải nói là cũng rất hiện đại, nó không quá giả dặn, với một cái thanh nẹp chrome kết nối giữa phần đèn pha bên lái này và bao trọn cái cả sang đến phần đèn pha bên phụ. Đấy, các bác có thể thấy là cái chi tiết chrome của nó. Và đi kèm đó là mặt ca lăng, thiết kế cũng rất gân guốc và thể thao. Chủ nhân cũ mang lên chúng ta đèn bi gầm thủy tinh rồi nhá, siêu sáng rồi. Nhưng chất lượng của nó thì các bác có thể thấy là từ cái thanh nan chrome này, đấy, theo thời gian mà nó vẫn còn trong suốt như này, kể cả đèn pha phụ các anh chị nhá. Đấy, siêu yêu luôn. Có thể thì Altis thì không phải là một chiếc xe mà có form dáng ngoại hình trẻ trung như là những xe Hàn, xe Nhật. Nhưng mà với những bạn như em nói là với những ai yêu thích sự bền lành thì với phiên bản full 2.0 này thì các bác có thể thấy là ngoại hình của nó cũng rất thể thao rồi. Xe đăng kiểm dài nhất tháng 1 năm 2015. Đặc biệt là với cái phiên bản này thì các anh chị chúng ta còn có một bộ la răng thể thao phay này. Đấy, hai tông màu này. Đấy, con này là la răng lên tới 17 inch nhá. Và 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS, công nghệ đua VVTi, xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025 luôn nhá. Được chưa? Và đây, toàn bộ viền cửa kính thì các bác có thể thấy là nó được lẹp chrome rồi. Đấy, và chủ nhân cũ thì cũng làm thêm, lắp thêm cho ta một cái body kit ở phía dưới. Đấy, giúp cho cái ngoại hình của xe nó bớt phần già dặn mà thêm phần trẻ trung, năng động hiện đại. Đặc biệt là phần đuôi phía sau thì còn lắp thêm chúng ta một cái đuôi gió cũng khá là lớn. Đúng ạ, và lipo thể thao ở dưới nhá. Và các chị thể thấy là ở thế hệ này thì Altis cũng có một cái phần đèn hậu theo em đánh giá là thiết kế đẹp. Đây các bác nhìn này. Đấy. Và xung quanh đèn các bác nhìn cho em, nó đều khít tăm tắp luôn đây nhá, kể cả cái chi tiết này. Đấy, các bác nhìn những phần cản này, không có tí khe hở luôn. Đấy, điều này cũng sẽ chứng tỏ là chiếc xe không bị đâm xô, không bị va chạm, đúng không ạ? Đấy, và các bác có thể nhìn cho em này, phía đằng sau thì chúng ta thấy là cũng nổi bật có một cái thanh nan chrome kết nối giữa hai phần đèn, kết hợp với các chi tiết màu trắng ở bên trong này. Đấy, phải nói là Altis ở thế hệ này có một cái thiết kế thực sự là rất là liền lạc và bắt mắt, đúng không ạ? Đây các chị nhìn cho em. Đấy, phần đèn của nó quá ok luôn, lốp láp gai cũng còn rất là dày nhá. Và la răng thì các chị nhìn là chủ nhân cũ người ta đi đã không để lại vết xước sát là mấy, phải nói là còn rất ok, đúng không ạ? Vâng, vậy thì đó là ngoại thất của chiếc Altis 2.0 bản V này. Bây giờ thì để các bác chúng ta có thể tiện đánh giá chi tiết chất lượng hơn thì em sẽ quay cho các bác chúng ta cái không gian nội thất bên trong nhé, để xem tình trạng nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng, ok không ạ? Vâng, vậy thì đây là nội thất bên trong của chiếc Toyota Altis. Các bác có thể thấy là chiếc Altis này thì kể cả cái nội thất bên trong thì nó vẫn hướng đến cái phần sang trọng, gần như là tiệm cận sang phân khúc hạng D rồi. Đấy, chúng ta cũng có ghế da cao cấp màu đen nhé, và ở giữa đục lỗ thông hơi này. Đấy, form thì nó có thể nói là thể thao hơn một chút với những cái đường may, các bác nhìn này. Đấy, múi khá đẹp mắt, đúng không ạ? Phiên bản này nó sẽ được trang bị ghế lái là ghế chỉnh điện nhé. Bản 1.8 thì chúng ta không có ghế chỉnh điện mà chỉ chỉnh cơ thôi. Chúng ta có lót sàn rồi này. Và con này thì đây, bao di cũng bắt từng lốc này. Nguyên zin nguyên bản hết nhé, năm sản xuất của em nó là 2014, ok chưa ạ? Xe nó được trang bị vô lăng 3 chấu và ở phiên bản này chúng ta có lễ chuyển số sport thể thao đằng sau này, rất là hay. Đấy, và các bác cũng có màn hình, có cam lùi nhá, tem mác thì đầy đủ hết này. Ngoài ra thì chúng ta có chìa khóa thông minh và để nổ start stop. Bản 1.8 thì chúng ta chỉ có là cái chìa cơ thôi. Đấy, và công tơ bét hiện tại của xe thì dừng là 8.6, 8.6 với cả một chiếc Altis thì các bác thấy là quá ít, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có đồng hồ hiển thị giờ này. Đấy, các cái vị trí cảm biến cảnh báo va chạm xung quanh xe này, nó thông báo đây. Hệ thống điều hòa của xe hơi tiếc thì nó vẫn là một vùng thôi. Đấy, ở đây chúng ta có
cổng cắm sạc 12V và khu vực cần số mạng chrome, nhìn khá là sang. Đấy, các chi tiết viền màu ghi này. Đấy, bạn nhấn nhá. Con này thì đây, chìa khóa thông minh này. Bản này mới có chìa khóa thông minh, còn bản kia thì các bác thấy là nó vẫn dùng chìa khóa cơ và máy em đang nổ đấy. Nhưng các bác có thể thấy là máy nổ rất là êm. Và gương chiếu hậu phiên bản này cũng là gương chiếu hậu chống chói tự động rồi nhá. Trần nỉ rất là sạch đẹp, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, rất ok luôn ghế này. Đấy, và đây đặc biệt là khu vực này các anh chị thể thấy là họ sử dụng vân carbon. Đấy, giúp cho cái ngoại thất nội thất bên trong xe thêm phần thể thao. Và ngoài ra trên này các bác có vô lăng tích hợp nghe thoại rảnh tay nhá. Các chi tiết khóe vô lăng bao nhiêu này. Đấy, chạy có 8 vạn thôi, không nhiều đâu. Đấy, và cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản này, tùm lốc này. Đấy, các bác có thể nhìn về. Đó. Đấy, tablo tapi nhá, một kính auto nhá. Được chưa ạ? Keo chỉ không mất 1 cm nào luôn nhá. Mã số kính này. Đấy, con này 24 nhá, nguyên zin nguyên bản hết. Đấy, các bác có thể là check thoải mái. Vâng, check thoải mái nhá. Và tiếp tục đi về với hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là Antit thì nó là một chiếc xe hạng C rồi. Chính vì thế mà nó sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một cái không gian nội thất hàng ghế sau thực sự rộng rãi. Các bác nhìn cho em. Đấy, quá rộng luôn đúng không ạ? Ngồi 3 người lớn thoải mái và ghế da này các bác thấy này. Đấy, phải nói là còn rất đẹp luôn nhá. Đây. Đấy, các bác nhìn cho em. Các chi tiết này. Đấy, thực sự ổn đúng không ạ? Trần này. Đấy, và độ zin thì đây. Hơi tiếc một chút là chiếc Antit này là chưa được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Tay lắm cửa mà chrome này, các chi tiết viền màu ghi này. Tạo điểm nhấn này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, vậy thì em mở luôn cho các bác cái cốp nhá. Đấy, để các chúng ta có thể là kiểm tra cái độ rộng rãi của cốp chiếc Antit này. Đấy, thì đây các bác có thể thấy là chiếc xe mang đến cho các bác cái không gian cốp phía sau rất là rộng đúng không ạ? Tha hồ các anh chị để đồ luôn. Đấy, và đây các anh chị nhìn này, chủ nhân cũ người ta đi giữ gìn này, cái chi tiết nỉ của nó rất là sạch đẹp. Đấy, tem mác, mã số, mã vạch đầy đủ hết nhá. Nguyên zin nguyên bản mà, từ cái vết đinh tán này. Đấy, các bác kiểm tra giúp em hay là từ con ốc này. Không một vết vặn đúng không ạ? Bên này cũng thế nhá. Đây các bác nhìn về, quá ok luôn. Và phía dưới này thì các bác thấy là chúng ta cũng có lốp dự phòng này, đồ đạc kích thay thế. Và chủ nhân còn dán thêm các bác cả tấm cách âm rồi. Đấy, 3M luôn nhá, để giúp cho giảm thiểu tiếng ồn trong cái quá trình chúng ta di chuyển. Và tiếp tục thì với cái bản tapi cánh cửa bên phía phụ luôn này. Đấy, rất là ok luôn. Ghế này đấy, phải nói là còn khá ổn áp các anh chị nhá. Nhìn cái má ghế này. Đó, đấy, từ tựa lưng này các bác nhìn cho em. Đây, và từng lốp cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản hết nhá, toàn tập cho các anh chị ra. Các anh chị nào cảm thấy lăn tăn về chất lượng thì các bác vẫn hoàn toàn có quyền là đem đi trích test nhá. Đấy, các bác có thể là đem đi trích test thoải mái trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc Antit này. Đây các bác nhìn cho em này, đó phải nói là khá ổn áp luôn. Đấy, từ nóc này, từ móc khóa này nguyên zin nguyên bản hết nhá, nội thất ghế được chưa ạ? Trên này chúng ta cũng có được bọc da nhá, tắp lô bọc da này, khá ổn đúng không ạ? Vâng, đó là nội thất. Còn bây giờ để giúp các anh chị ta đánh giá kỹ lưỡng hơn thì em sẽ quay cho các bác khoang động cơ để xem tình trạng ra sao, ok không ạ? Vâng, và thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 2.0 Dua VVTi của chiếc Antit. Con này thì cam kết với các bác luôn là máy số zin nguyên bản nhé, từ dòng dần cò luôn, các anh chị nhìn giúp em này. Máy nó đẹp xuất sắc luôn, từng lốc các bác thấy ánh 7 màu luôn này. Đấy, như này thì các bác cảm thấy là chất lượng của xe nó đã ok chưa? Đấy, còn bác nào mà cảm thấy lăn tăn thì vẫn hoàn toàn như em nói là có thể là đem đi trích test thoải mái nhé, trước khi chúng ta giao dịch nhé. Đấy, với cái phiên bản full này. Đấy, bản này là bản cao nhất nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Ốc này cũng không một vết vặn luôn. Đó. Đấy, các chi tiết máy số đây. Đây máy số zin, các bác nhìn cho em ở phía dưới cái gioăng đỏ của nó này vẫn còn nguyên bản này. Đấy, máy con này rất đẹp, xe chạy có hơn 8 vạn thì với một chiếc Antit thì phải nói là mũi đúng không ạ? Quá ok luôn. Và một chiếc xe thực sự mang đến cho chúng ta một cái sự bền bỉ và lành tính. Vâng, vậy thì ngày hôm nay với mức giá chỉ có 445 triệu dành cho chiếc Toyota Antit phiên bản full 2.0 bản V 2014 đang có mặt tại showroom của em Việt. Vậy thì quý anh chị nào yêu mến quan tâm tới chiếc xe này thì xin mời các bác chúng ta trực tiếp nhấc máy alo cho em theo hotline là 0968 22 889 để nhận được hỗ trợ tư vấn chi tiết về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc Antit 2014 này, đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và một lúc đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất các bác nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những lần báo giá tiếp theo của kênh YouTube Việt Xế Chất.